Tôi là Lim. Mọi người hay gọi tôi là Lim Barber. Tôi là một barber, một thợ cắt tóc nam. Từ xưa đến giờ thì tôi đã làm rất là nhiều ngành nghề rồi. Làm nhiều lắm, nhiều nỗi mà không nhớ hết được. Làm phục vụ nè, mua bán giày dép quần áo nè, rồi shipper nè, thậm chí đến nỗi mà làm những cái công việc nặng như làm hồ, làm công nhân, làm ấy. Chưa bao giờ mình cảm thấy vui với những cái nghề mình chọn á. Vậy từ ngày mà mình tìm đến được nghề tóc á, mình cảm thấy rất là vui vì nó rất là tự do, rất là thoải mái, rất là phóng khoáng. Mình có thể làm tất cả những điều mà mình thích. Và mình có thể sống đúng với cái chất riêng của mình. Mình có thể có nhiều cái tattoo trên người, có nhiều cái trang phục mà mình mặc mà mình cảm thấy rất là đúng với mình. Mình thích nó từ khi nào mình không biết nữa. Từ khi nào mà nó lại ăn sâu vào trong người. Mà cuối cùng mình quyết định chọn nghề tóc là cái nghề mà mình sẽ theo đuổi suốt cho đến mà hết đời này. Trong cái quá trình dài mà làm việc á, thì mình coi những thành viên trong tiệm như là cái gia đình. Tại vì nói thật sự ra, nói thẳng thừng ra là từ nhỏ là em không có ba mẹ à, em chưa có chung sống trong một cái tập thể gia đình như vậy. Em nói gần như là không biết gì về tóc. Nhưng mà ngày đầu tiên em đến thì cái trực giác cho mình biết được á, mình cảm nhận được đó là nó rất là đầm mà. Nói, khi mà nó ngồi nó nhìn mình cắt á, nó nhìn mình với một ánh mắt mà gần như là rất là đầm mà. Mình cảm thấy rất là vui điều đó. Và qua ngày mai là mình nói nó liền là em cứ đến học đi. Anh sẽ, khi mà anh biết được tất cả những gì về tóc á, anh sẽ dạy cho em. Anh Liêm vừa là một người anh, vừa một người thầy, vừa một người ơn luôn. Nếu như mà nói thẳng thừng là ơn của anh Liêm thì không biết trả khi nào hết. Tại vì anh giúp mình quá nhiều, từ trong cuộc sống tới công việc.